Hello, xin chào các người đẹp và các chàng trai của Kỳ. Ngày hôm nay Kỳ sẽ chia sẻ với các bạn ba cái chai serum vitamin C hiện tại Kỳ có. Kỳ hiện tại đang có ở nhà và trong đó có một chai Kỳ đã xài hết, và chính cái chai này là cái chai mang đến tình yêu vitamin C ascorbic acid để làm động lực để Kỳ thử nghiệm nhiều cái chai serum vitamin C hay hay mà giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Nếu các bạn cũng đang tìm kiếm những loại serum vitamin C thì các bạn có thể alo cho với Kỳ nha. Trước khi mình đi vào những cái sản phẩm ngày hôm nay, Kỳ muốn chia sẻ với các bạn loại da của Kỳ và cái mong đợi của Kỳ khi mà dùng vitamin C nói riêng hay là mỹ phẩm nói chung. Kỳ năm nay 42 tuổi, da của Kỳ là da dầu toàn mặt. Tất nhiên mối quan tâm của Kỳ là những cái sản phẩm có thể giúp cho da của Kỳ nó giữ cái được cái độ tươi trẻ lâu hơn. Dấu hiệu về lão hóa đó thì Kỳ quan tâm nhiều tới cái việc mà da của Kỳ nó phải có cái độ đều màu. Trước đây Kỳ đã thử nhiều loại vitamin C mà cái thành phần chính là ascorbic acid rồi. Trong đó có vitamin C của trời cái hãng nó hãng gì Kỳ quên mất tiêu rồi ta. Kỳ sẽ để cái tên ở đây mà rất là nổi tiếng luôn á, cái vitamin C của họ của Timeless nè, là cái dòng mà cái giá nó dễ chịu á, và thêm một vài cái vitamin C mà lâu quá Kỳ không có còn nhớ nữa. Tuy nhiên Kỳ không thấy được một cái hiệu quả gì nó khác biệt trên làn da của Kỳ hết trơn á. Nhưng mà từ ngày mà Palachoice gửi cho Kỳ cái chai serum này nè thì Kỳ rất là khoái cái chai này, vì cái chai này á nó ghi là hạn sử dụng chỉ có 3 tháng từ lúc khui ra, cho nên Kỳ phải bắt buộc Kỳ phải xài cho nó hết trong vòng 3 tháng, chứ không thì để bị nó uổng á. Thì cái việc mà bắt buộc này nè, bây giờ nó đã hết rồi. Thì Kỳ thấy rõ ràng là cái da của Kỳ nó đều màu hơn, nó có cái độ đều màu, nó có cái độ tươi sáng, nó có cái độ phản quang hơn. Và một cái mà Kỳ khoái của cái chai Palachoice này á là nó không có bị vàng các bạn. Kỳ đã xài một cái thời gian phải hơn 2 tháng rồi đó, mà cho tới những cái giọt cuối cùng luôn á, cái chất serum của cái chai này nó cũng không có bị vàng nữa. Từ cái sản phẩm này á, Kỳ mới bắt đầu dùng qua cái chai vitamin C này của Zaka. Zaka là một cái thương hiệu mỹ phẩm đến từ Việt Nam của mình. Thì cái chai vitamin C này á, để Kỳ mở cái bảng thành phần ra Kỳ cho các bạn coi nha. Tại vì nếu các bạn không biết Kỳ á, thì Kỳ là người hoàn toàn không có quan tâm lắm, thực sự là không quan tâm luôn á, tới việc mà công thức ở trong đó có gì. Kỳ chỉ cần biết là trong đây cái công dụng chính của nó, thành phần chính của nó, thì Kỳ xài để Kỳ trải nghiệm hiệu quả thôi. Chắc là có thể là Kỳ năm nay 42 tuổi rồi, cho nên với Kỳ á, trong cuộc sống của mình nó không có cái công thức là khi mà các bạn làm cái này thì nó sẽ ra cho ra hiệu quả cái đó. Mà với Kỳ là ok, đây là con đường mình muốn đi và mình cứ đi thử thôi, và mình xem được cái hiệu quả như thế nào. Với mỹ phẩm và dưỡng da đối với Kỳ cũng vậy, tại vì Kỳ đã thấy được cái hiệu quả của vitamin C dạng ascorbic acid, cho nên Kỳ muốn dùng thử trải nghiệm cái này. Thì trong đây họ có 5 cái loại vitamin C khác nhau, nhưng mà họ highlight cái dạng vitamin C là EAA. Thì cái dạng này á, họ ghi là nó sẽ bền vững hơn, cũng như là cái hiệu quả cũng không thua kém gì ascorbic acid. Họ còn có những cái thành phần vitamin C khác ở cái dạng bọc vàng. Trong đây còn có glutathione, thì những cái thành phần này, cái thành phần giúp làm dưỡng, làm trắng sáng da đúng không? Còn có florentin acetin glucosamine. Kỳ thề là Kỳ không biết về những cái thành phần này luôn á. Nhưng cái Kỳ cảm nhận được sau khoảng 2 tuần, không, cũng gần 3 tuần rồi đó, Kỳ xài cái chai này mỗi buổi sáng á, là nó giống như là một cái serum giúp làm ẩm da các bạn, tuyệt vời. Và da của Kỳ mặc dù là da dầu, nhưng mà Kỳ rất thích những cái sản phẩm mà làm ẩm da mặt của Kỳ, vì Kỳ biết là khi mà da mặt của mình đủ ẩm á, là da của mình sẽ có một cái sức khỏe tốt, nó trong một cái điều kiện môi trường tốt để nó có thể bảo vệ da của mình khỏi những cái tác hại mà gây lão hóa từ môi trường bên ngoài. Thì cái đó là cái ấn tượng đầu tiên của cái sản phẩm này mà Kỳ khoái. Cái thứ hai á, là nó có cái mùi hương nó dễ chịu nữa. Kỳ thấy có nhiều bạn rất là ngại dùng những cái sản phẩm mà có cái mùi hương ở trong đó. Tuy nhiên với Kỳ á, mùi hương nó mang cho mình một cái sự thư giãn, hay nó mang cho mình những cái sự gợi nhớ về những cái kỷ niệm gì đó, cho nên Kỳ là người rất thích những mùi hương khác nhau. Cái chai này các bạn cũng rất là dễ layer với những cái sản phẩm dưỡng da khác. Kỳ xài Kỳ không có thấy cảm giác chăm chích của những cái thành phần vitamin C về hiệu quả làm sáng da. Kỳ đã thấy da của Kỳ sáng từ lúc Kỳ bắt đầu sử dụng vitamin C rồi, và sau gần 3 tuần sử dụng cái chai này, Kỳ thấy là cái hiệu quả nó vẫn được duy trì như vậy. Thì Kỳ nghĩ là nó cũng sẽ có cái tác dụng dưỡng làm sáng đều màu da, tạo cho bạn cái làn da nó có cái độ phản quang đó. Thì đó là cái hiệu quả Kỳ cảm nhận được, và Kỳ cũng cảm thấy tự hào khi mà mình cầm lên một cái chai vitamin C
đến từ Việt Nam và mình cũng thực sự cảm thấy thích nó như vậy. Thì các bạn biết thêm cái sản phẩm nào nữa, các bạn có thể comment bên dưới để Kỳ có thể trải nghiệm thêm những cái sản phẩm từ Zaka Natural. Tiếp theo là một cái sản phẩm Kỳ cũng mới nhận được, nhưng mà cái thương hiệu này thì Kỳ biết đến trước đó vì họ đã có gửi cho Kỳ những cái sản phẩm khác nữa để Kỳ trải nghiệm. Thì đây là cái chai vitamin C mà dạng xịt, họ ghi là nano C, có nghĩa là vitamin C nhưng mà với cái nồng độ phân tử siêu nhỏ, thì các bạn xịt lên da nó có khả năng cái thẩm thấu và hoạt động ngay lập tức trên da của mình. Cái chai này có dung tích là 75ml và cái nồng độ vitamin C trong đây là 20%. Cái điểm đặc biệt của cái chai này là trong đây nó có thêm những cái thành phần stem cell là tế bào gốc, nó có thể giúp cho da của các bạn nó tái tạo nhanh hơn và nhờ đó thì da của các bạn nó cũng cải thiện những cái dấu hiệu về lão hóa. Thì cái chai này là một cái dạng serum dưỡng, các bạn có thể xịt sau cái bước làm sạch của các bạn và sau đó các bạn bôi dưỡng lên. Cái này á, họ khuyên các bạn nên dùng cách ngày trước để xem da của mình như thế nào á, thì rồi các bạn mới bắt đầu tăng lên từ từ. Thì cứ theo thứ tự á, sau khi các bạn rửa mặt sạch rồi, các bạn cứ lấy cái chai này ra, Kỳ để cái chai này trong tủ lạnh và Kỳ xịt đều khắp mặt. Nhưng mà cái lúc mà Kỳ quay cái clip demo này, Kỳ quên ngậm cái môi lại á. Các bạn khi xịt nhớ ngậm cái môi lại ha. Thì như các bạn thấy trên màn hình á, khi các bạn xịt ra thì nó sẽ có cái màu vàng nhạt nhạt. Mới đầu Kỳ cũng thấy sợ lắm á, nhưng mà khi các bạn tán đều ra thì nó thấm vào hết và nó không để lại cái màu nữa. Nó lưu lại trên da một cái lớp ẩm ẩm. Thì cái lớp này tầm khoảng 1 phút là Kỳ thấy nó bay hơi và nó khô trên bề mặt da. Tuy là nó khô nhanh nhưng mà nó vẫn để lại trên bề mặt da một cái lớp glowy trên bề mặt như các bạn thấy nè. Nhưng mà Kỳ chắc chắn với các bạn 100% là không có nhờn dính. Các bạn khi mình xài á, các bạn nhớ đừng có mặc áo nha. Tại vì có lúc mà Kỳ quay cái clip demo này, Kỳ mặc cái áo trắng á, thì nó bị dây ra cái áo của Kỳ. Thì các bạn chỉ cần lưu ý cái chuyện này thôi. Chứ còn trên da của mình thì Kỳ thấy nó không có để lại một cái lớp màu vàng. Và nó chỉ để lại một cái lớp glowy cho bề mặt da, nhưng mà vẫn ráo mịn nha các bạn, chứ không hề nhờn dính. Cái cảm nhận khi xịt cái chai này lên á, là khi các bạn mới xịt lên á, nó có cảm giác giống như là những cái serum có chứa HA trong đó, nó sẽ tạo một cái cảm giác nó hơi có cái độ dính nhẹ, nhưng mà khoảng tầm đâu một vài phút là nó sẽ thẩm thấu vào hết. Các bạn thấy không, nó sẽ có hơi cảm giác là nó hơi dính khoảng từng chừng một vài phút sau mà các bạn sẽ thấy nó sẽ thẩm thấu vào hoàn toàn, nó sẽ khô ở trên bề mặt của các bạn rất nhanh và sau đó các bạn có thể bôi cái dưỡng lên nữa. Đó, cái điểm đặc biệt của cái chai này thì trong đây nó có stem cell, tế bào gốc trong đó. Đây cũng là một cái sản phẩm vitamin C mà nó cũng lạ đúng không các bạn? Lần đầu tiên thì cầm lên một cái chai xịt vitamin C mà dạng serum hãng Rejuve, không biết Rejuve hay Rejuve nữa, của Ý. Thì đây là một cái hãng mỹ dược phẩm. Thì Kỳ tìm hiểu ở bên nước ngoài, khi mà các bạn mua các bạn phải vào những cái clinic chăm sóc da, nhưng mà ở Việt Nam mình đã có, Kỳ sẽ để cái link bên dưới để các bạn có thể tham khảo nếu các bạn có quan tâm tới những cái sản phẩm vitamin C mà có kèm theo stem cell, tế bào gốc để chống lão hóa, giúp cho da của mình trẻ lâu hơn. Ok, yeah, đó là ba cái sản phẩm serum vitamin C mà hiện tại Kỳ đang xài cũng như là đã xài hết rồi. Các bạn có biết thêm những cái dòng sản phẩm nào mà nó lạ lạ giống như nãy giờ mà Kỳ chia sẻ hay không á, thì các bạn có thể comment bên dưới để Kỳ có thể tìm hiểu thêm ha. Kỳ hy vọng là các bạn có thêm thông tin để các bạn tham khảo về vitamin C qua cái clip ngày hôm nay của Kỳ. Các bạn cho Kỳ một like nha nếu các bạn thích cái clip này ha. Và nếu các bạn là một subscriber của Kỳ rồi á, thì các bạn đừng quên những cái nút chuông ở bên dưới á, để mỗi lần mà Kỳ có clip mới như thế này các bạn lại vào chơi với Kỳ. Còn bây giờ thì Kỳ xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.